Chào các em. Hôm nay thầy mở ra một cái chuyên mục trong cái việc học toán, đó là chuyên mục gồm những cái video mà phân tích các cái sai lầm của học sinh trong cái việc giải toán. Thì những cái bài mà thầy đưa lên không phải là những bài thuộc dạng quá khó hoặc là khó, thậm chí có thể là những bài rất là bình thường. Nhưng mà một cái số lượng không ít các học sinh vẫn bị sai lầm khi giải những bài này. Thì mỗi một video như vậy là thầy chỉ cho ra một bài thôi. Thầy hy vọng là sẽ càng ngày lâu lâu nó sẽ tích tiểu thành đại, tức là làm nhiều rồi nhiều cái video lên thì nó sẽ cho ra nhiều cái chỗ mà phân tích được sai lầm của các em, rút kinh nghiệm ra làm bài. Thì nó lại là những cái bài toán thầy đưa ra không nhất thiết là những bài quá khó đâu, những bài khó không cần, những bài thầy đưa ra thậm chí nó rất dễ nhưng mà học sinh vẫn sai lầm. Thế bây giờ thử thách các em đầu tiên, bài đầu tiên. Đây là một cái bài toán hình học OXYZ lớp 12. Đề bài như sau. Cho mặt phẳng B, tức là trong không gian OXYZ, cho mặt phẳng B có phương trình là 3X trừ 4Y cộng 2Z trừ 2016 bằng 0. Đấy. Thế thì người ta hỏi là đường thẳng nào song song với mặt phẳng B? Đường thẳng nào song song với mặt phẳng B? Nha. Có 4 đáp án. Đáp án A, V1 x trừ 1 chia 2 bằng y trừ 1 chia 2 bằng 1 trừ z chia trừ 1. V2 x trừ 1 chia 4 bằng y trừ 1 chia trừ 3 bằng z trừ 1 chia 1. V3 x trừ 1 chia 3 bằng y trừ 1 chia 5 bằng 1 trừ z chia 4. Và V4 x trừ 1 chia 3 bằng y trừ 1 chia trừ 4 bằng z trừ 1 chia 2. Các em hãy thử bấm bon, bấm dừng. Rồi các em lấy giấy ra làm thử bài này coi. Thầy chờ các em làm thử coi. Rồi. Thì có bạn đó nói là thầy ơi, cái bài này có khi nào là thiếu giả thiết gì không? Hay là bài này có sai đề không? Bởi vì bạn đó làm không có ra đáp án, không có ra đáp án nào cả. Có bạn nói vậy. Thế thì lúc đầu nha, thầy suy nghĩ là cái sai lầm của bạn đó thế này này. Tức là thầy nghĩ là tưởng đâu là cái bài này các đáp án là người ta sẽ cho nhiều cái đáp án là song song. Nhưng mà thật ra thì nhìn vào thì tưởng nó là nhiều song song, nhưng mà những cái đường kia nó có thể chứa trong mặt phẳng rồi thì anh phải loại đi thì anh chỉ lấy cái đường nào song song thôi. Đấy. Chúng ta nhớ là đường thẳng và mặt phẳng khi mà song song với nhau thì vectơ chỉ phương của đường thẳng và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là hai vectơ vuông góc. Vậy cho nên
Đa số học sinh đều kiểm tra cái này trước. N nhân U có bằng 0 không? Thế thì thầy lúc đầu thì tưởng là cái bài này chắc là N nhân U nhiều cái bằng 0 lắm này. Cho nên thầy nghĩ là cái bạn đó sẽ sai lầm ở chỗ là cứ N nhân U bằng 0 thì nhận đáp án đó. Nhưng mà không phải, N nhân U bằng 0 là chưa đủ. Khi N nhân U bằng 0 thì đường thẳng có thể song song với mặt phẳng, hoặc là đường thẳng có thể chứa trong mặt phẳng. Đường thẳng có thể chứa trong mặt phẳng. Thì thầy nghĩ là chắc là chỉ sẽ có nhiều đường chứa và mình phải loại đi. Cho nên là thầy mới nhìn sơ qua, thầy nói là em hãy kiểm tra cho kỹ coi thử là cái đường đó nó có thực sự là song song hay là chứa hay không. Thì sau đợt kiểm tra rồi thì bạn ấy cũng vẫn chưa thấy được cái sai mà bạn đó nói là đề sai. Thế thì bài này không biết các em ra đáp án gì chưa. Bài này nếu kiểm tra N nhân U, nếu kiểm tra N nhân U thì N của mặt phẳng B này, N của mặt phẳng B này nó là 3 trừ 4 và 2. 3 trừ 4 và 2 thì vector chỉ phương của những cái đường thẳng D này á, vector chỉ phương của đường thẳng D này á là nhìn qua một lượt, ví dụ vector chỉ phương của A ha, đó là U1 2, 2 trừ 1. Thì lấy N mà nhân U1 á, N mà nhân U1 thì nó không có ra 0. N nhân U1 không có ra 0. Rồi vector chỉ phương U2, N nhân U1 này 6 này, trừ 8 này, trừ 2 nó không ra 0, đúng không? Vector chỉ phương U2 thì nó là 4 trừ 3, 1. Thì U2 nhân với lại N, 12 cộng 12 cộng 2 cũng không ra 0, nhân vô hướng. Rồi vector chỉ phương U3 nó là 3, 5, 4. 3, 5, 4 nhân với lại U, nhân với lại N thì nó 9 trừ 20 cộng 8 cũng không ra 0. Rồi vector chỉ phương U4 thì đó là 3 trừ 4, 2. Trừ 4, 2 thì nhân với U, nhân với N, 9 cộng 8 với lại 4 thì nó cũng không ra 0. 9 cộng 16 cộng với 4 cũng không ra 0. Như vậy thì thôi rồi, bạn nghĩ ngay đến cái chuyện là đề sai rồi. Thôi đề sai rồi, chắc là đề sai rồi. Bởi vì không có anh nào nhân với N bằng 0 cả mà, đúng không? Không có anh nào nhân với bằng 0 cả. Vậy thì cái sai lầm của học sinh ở đây thì theo em đáp án là gì chưa? Cái sai lầm của học sinh ở đây đó là nhìn qua đề rất là nhanh. Nhìn qua đề rất nhanh. Và theo cái xu hướng thi trắc nghiệm nữa thì cái đề như vậy là mình lướt lướt nhanh, không có kỹ đề. Đó. Ở đây người ta văn bẫy, văn bẫy chỗ này. Đó. X trừ 1 chia 2. Rồi Y trừ 1 chia 2. Rồi phải là Z gì đó đúng không? Chia. Như vậy thì ở đây nó lại là 1 trừ Z. À. Ở đây nó lại là 1 trừ Z. Đây chính là cái sai lầm của học sinh. Do mình đọc lướt qua nhanh cho nên cái vector chỉ phương mình bị nhầm tưởng là để y như vậy ghi vào. Đấy, nhưng mà không phải. Vector chỉ phương ở đây
mình phải đổi lại là nó là z, tức là nhân cả tử mẫu cho trừ một á, nó phải là z trừ một chia một, z trừ một chia một. Ở dưới đây cũng vậy là z trừ một chia trừ bốn, đúng không? Như vậy thì chỗ này chúng ta phải sửa lại là cái chỗ này vectơ chỉ phương nó là 2 2 1, còn ở đây vectơ chỉ phương nó là 3 5 trừ 4. Đó thì hai cái này loại là được rồi, hai cái đó là không có bị. Thì bây giờ kiểm tra 3 5 trừ 4 thì nhân với n coi, 9 trừ 20 trừ 8 cũng không phải bằng không, vậy loại U3. Tiếp U1, n nhân b là 6 n nhân U1 đó, nb nhân U1 6 trừ 8, hoành nhân hoành là 6 này đúng không, tung nhân tung là trừ 8, k nhân k là cộng 2, vậy rõ ràng là bằng gì? Bằng không. Vậy có khả năng thôi nha, V1 song song với mặt phẳng B. Và muốn chắc ăn nữa thì bây giờ sao? Lấy điểm thuộc V1 thay vào B. Điểm thuộc vào V1 đó là điểm gì? Điểm M, 1, 1, 1. Thay vào mặt phẳng B. Mặt phẳng B đâu? Đây. Vậy là rõ ràng nó không thuộc, đúng không? Không thuộc B. Điểm M thuộc V nhưng mà M không thuộc B. M không thuộc B. Đấy. Như vậy thì rõ ràng V1 nó song song với mặt phẳng B. Đáp án là A. Đấy. Được chưa? Như vậy thì bài học rút ra ở đây là gì? Bài học rút ra ở đây là các em hãy cẩn thận nhìn đề cho kỹ, và đừng có nhìn, nhất là nhìn vectơ chỉ phương của đường thẳng, đừng có nhìn lướt lướt qua cái chỗ này nó là z trừ hay là z trừ z gì đó, nó đổi lại đó, cho nên phải cẩn thận cái chỗ này. Thì đây là một trong những cái sai lầm của chúng ta khi chúng ta làm bài, nhất là về toán hình học không gian OXYZ ở cái chỗ này. Thì không có gì to tát cả, nhưng mà thầy hy vọng là những cái video nhỏ nhỏ như thế này sẽ giúp cho các em khắc phục được những cái sai lầm. Nếu các em thấy hay thì mấy em có thể chia sẻ cho các bạn khác để mấy em khác cũng tránh được cái sai lầm. Thật ra thì không nhất thiết là mình phải học những cái cao siêu quá, đôi khi những cái gần đơn giản thế này nhưng mà chúng ta tránh né được thì chúng ta cũng có thể là nâng cao cái điểm số của mình, chứ không nhất thiết là cứ lao đầu vào những cái bài toán khó mà trong khi những cái bài toán dễ chúng ta lại không có hoàn thành được nha. Chúc các em làm bài tốt trong các kỳ thi sắp tới. Chào các em.